bạn thường ăn gì vào bữa sáng? Đặc sản trong các bữa sáng của người Việt mình thường là bún phở, với đa dạng thể loại từ bún ngan này, phở bò này, phở gà này, bún ốc này, bún chả. Loại nào cũng thơm lừng và đậm đà hương vị đúng không nào? Sáng ăn một bát phở là no bụng, có sức làm việc đến trưa. Tuy nhiên, chính thói quen ăn sáng như thế đã khiến tỷ lệ mắc ung thư dạ dày do vi khuẩn HP hiện nay tăng lên rất nhanh, bởi bát đũa ở những hàng quán đó đều được rất nhiều người sử dụng chung, dễ lây nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra, bún phở chứa nhiều muối, dễ gây tăng huyết áp và gây hại cho thận. Đồng thời, chất béo có trong bát bún phở chính là chất béo xấu. Khi được tiêu thụ nhiều và lâu dài sẽ làm tăng lượng cholesterol xấu có trong máu, từ đó hình thành những mảng bám xơ vữa động mạch, gây nên bệnh tim mạch nguy hiểm cho tính mạng con người. Ngoài chất béo xấu ra thì trong bát bún phở thường chỉ còn hai chất khác là bột tinh dễ hấp thu đường vào máu và chất đạm ít ỏi từ vài miếng thịt bò, thịt gà không đủ lượng dinh dưỡng tốt cần thiết cho cơ thể. Một bát phở, bát bún có thể lên tới 40.000, 60.000 hoặc 80.000 tùy nơi bán, nhưng chỉ có 3 chất đó thôi, thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ vô cùng cần thiết để nuôi dưỡng tế bào của bạn được khỏe mạnh. Như vậy, bữa ăn sáng luôn thiếu những chất rất cần thiết cho cơ thể mà lại chứa những thành phần xấu, ví dụ như nước dùng có thể pha thêm những chất phụ gia gây hại cho cơ thể của bạn. Đó là lý do tại sao mấy năm nay Thuận không ăn sáng bằng bún phở nữa mà chỉ ăn những thứ thực phẩm có lợi cho sức khỏe như là khoai lang này, yến mạch này, một ít trái cây cùng với một ly dinh dưỡng được sản xuất từ dưỡng chất thực vật. Chỉ như vậy thôi là đã đủ cung cấp năng lượng và nguồn dinh dưỡng dồi dào cần thiết cho cơ thể hoạt động suốt cả buổi khỏe mạnh, không thiếu, không thừa chất. Người lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm năng lượng, nhưng thích nhất là suốt 7 năm nay mình chẳng ốm, không đau, không uống thuốc dù chỉ một lần. Còn bạn, bạn chọn ăn bữa sáng như thế nào? Hãy comment dưới video này cho mọi người cùng biết với nhé. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy cùng Thuận chia sẻ video này đến với nhiều người hơn để ai ai cũng được khỏe mạnh bạn nha. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.